Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tại server S51. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó chính là Dúi Dúi. Và hôm nay thì nhân vật chính của chúng ta sẽ chơi một môn phái rất ít người chơi trong tâm ma, đó chính là môn phái Long Uy. Đã có giao tranh xảy ra tại khu vực số 12. Và như vậy là chúng ta đã rất nhanh chóng xử lý được một team treo và họ không có sử dụng kỹ năng để BK luôn em ạ. Nói về môn phái Long Uy thì đây là môn phái rất kén người chơi. Bởi vì sao? Bởi vì cái khả năng phòng thủ của con này rất yếu. Nhưng bù lại lượng sát thương của Long Uy tạo ra thì phải nói là cực kỳ khủng khiếp và nó có khả năng lật kèo rất là mạnh trong tâm ma anh em ạ. Khi anh em đi tâm ma mà chúng ta đối đầu với một con Long Uy treo thì phải nói là cực kỳ sợ luôn, bởi vì không biết lúc nào nó sẽ sóc đam chúng ta. Bây giờ chúng ta chuẩn bị di chuyển sang khu vực số 13, Tiêu Dao qua trước Delock rồi. Bên này có Thiên Vương, Tiêu Dao. Wow, Tiêu Dao bên kia nó chạy quá lẹ. Hình như Thiên Vương, Tiêu Dao này úp từ khu vực số 14 lên. Có cái bảo kích kìa anh em ơi. Chúng ta đã rút lui thành công. Long Uy thì anh em sẽ combo theo thứ tự nào? Đó là 3-1-2-4 nha anh em. 3-1-2-4 nha anh em ơi. Đây là thứ tự combo của môn phái Long Uy. Và con Long Uy này khi mà anh em chơi chúng ta cần phải hiểu đặc tính của nó một chút xíu. Chiêu 3 sẽ giúp cho anh em khống chế đối thủ, tạo giáp cho bản thân và chúng ta áp sát đối thủ ha. Chiêu 1 thì nó sẽ có hai cái hiệu ứng gây sát thương, một lần gây sát thương đầu tiên và lần thứ hai là nó sẽ xích đối thủ. Nói chung là chiêu 1 là chiêu khá lợi hại và chúng ta xích được đối thủ, anh em cứ việc di chuyển ra xa đối thủ thì chúng ta sẽ tạo được sát thương, hoặc là chúng ta di chuyển gần đối thủ, cứ mỗi 1m chúng ta tạo khoảng cách á thì nó sẽ tạo một cái lượng sát thương anh em ạ. Và cái chiêu số 2 là cái chiêu sốc đam gọi là cực kỳ mạnh và có khả năng sốc đam lan khá tốt với chiêu này. Và cuối cùng đó là chiêu cuối. Chiêu cuối thì lại càng sốc đam nữa anh em ạ. Nói chung con này chiêu nào cũng toàn là đam thôi, chỉ có chiêu số 3 là chúng ta tạo giáp. Và anh em cần phải biết được cái chiêu 7x của con Long Uy. Đó chính là khi Long Uy xuất cái chiêu 7x thì chúng ta sử dụng kỹ năng số 2 và kỹ năng số 3 vào lính thì chúng ta sẽ hồi phục được máu nha anh em. Không chỉ vào lính đâu, anh em đánh vào người chơi thì chúng ta cũng sẽ hồi phục được máu nha. Một cái lượng máu nho nhỏ nhưng đủ để Long Uy có thể lật được keo. Rồi thôi, giới thiệu sơ sơ về cái môn phái này nhiêu đó đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào cái trận đấu nè. Bây giờ thì chuẩn bị up sang cái khu vực số 15 anh em ơi. Nè, chiêu 3 cái nè. Không có ai cả. Tiếp tục là di chuyển sang khu vực số 5. Chuẩn bị chiêu 3 sẵn sàng. Có thằng kiếm vừa di chuyển vào trong rồi. Ui, có cả Tiêu Dao trường ca nữa. Rồi tiếp tục chiêu 1. Chiêu một bây giờ đau thốn rồi, có nghe mây búp thì chơi khô máu luôn. Như vậy Tiêu Dao đội bạn đã ra đi, còn một con tàn kiếm chúng ta vào để bắt luôn em ạ. Khống chế tàn kiếm có phong tháp vân cảnh nhưng không xin dê. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được tàn kiếm rồi. Vẫn còn bé trường ca ở trên kìa đang quẩy quẩy ở cái team đó cũng mạnh nha. Tiêu Dao, tàn kiếm, trường ca, chúng ta là Tiêu Dao, Nga Mi và Long Uy. Và bây giờ thì ảo tượng đã xuất hiện được khoảng 20 giây. Có lẽ chúng ta sẽ di chuyển về đến khu vực số 14 để cho bạn trường ca ra ngoài nghỉ ngơi nha. Tiêu Dao kéo lại rồi, lóc lên rồi, rồi thôi hết chạy nè. Bắt chiêu 1 rồi thôi xong, dính chiêu 1 mà trường ca càng chạy là càng mất máu anh em ạ. Nói chung con này nó khá là nguy hiểm. Rồi, ảo tượng vẫn còn tại khu vực số 2 và lần này chúng ta có di chuyển sang hay không? Chúng ta tiếp tục quay trở lại khu vực số 15 và sau đó là mình quay trở lại khu vực số 5 để trang bị thêm bí kíp. Có người, một vỏ đen, một thiên tâm. Vỏ đen đã bị kết thúc rất nhanh chóng anh em ạ. Nhưng thiên tâm đang tạo sát thương rất nhiều. Nga Mi đã có thuẫn, có vòng búp cho Long Uy chúng ta. Như vậy là thiên tâm đã rút lui và chúng ta quay trở lại khu vực số 5. Lần này thì anh em có thể chạm được vào thương nhân rồi. Ui, vẫn còn con gì ở trên nữa kìa. Như vậy là chúng ta không còn bí kíp nào để mua anh em ạ. Thôi thì mình sẽ quay trở lại khu vực số 15. Có lẽ team mình đang đánh theo phong cách là phòng thủ ở vòng số 1. Nói chứ thủ gì nãy giờ thấy úp người ta quá trời quá đất luôn anh em ơi. Ảo tượng thì bây giờ đã được mở sạch sẽ và chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực số 4. Rồi, Tiêu Dao ơi, đi trước cái nè, có gì lóc lên cho anh em đỡ khổ. Tiêu Dao ơi, chúng ta tiếp tục chạy sang đến khu vực số 3. Wow, đang triển khai quét map rồi anh em ạ, có máu, lụm luôn, chuẩn bị tới khu vực số 2.
Có giao tranh không? Số đội vẫn còn đến 13 đội, vẫn đang rất trống tại khu vực số 2 và chúng ta tiếp tục di chuyển sang khu vực số 9. Vẫn là một khu vực trống anh em ạ. Khu vực số 8, có team rồi, có Thiên Tâm nha, tàn kiếm nữa kìa, chuẩn bị, chiêu 1, chụp dung Thiên Tâm. Thiên Tâm đã lên được 7x rồi, khống chế được hai thành viên chúng ta, rất là nguy hiểm, tàn kiếm cũng đã lên tâm kiếm rồi nè bà. Tiêu dao của chúng ta đã không thoát được và Ngami của mình có chạy được không, phía trên này có Cung Lôn. Rất may là Cung Lôn đã không khống chế được chúng ta, Long Quy một chấm máu, cẩn thận Long Quy ơi, Long Quy rất liều lĩnh. Ui Thiên Tâm nữa kìa nè, ui cái đó mà nó khiệu cái, Long Quy mình ra đi nha. Như vậy là hiện tại chúng ta đang có hai thành viên rút lui thành công, đó chính là Nga Mi với Long Uy. Còn Tiêu Dao thì có lẽ đã đang xem phim anh em ạ. Bởi vì chúng ta đối đầu với tàn kiếm trảm nhạc sóc đam rất khó chịu. Như vậy là số đội trong bản đồ Tama chúng ta hiện tại còn 10 đội. Rồi, rất may mắn là vẫn còn Nga Mi hỗ trợ cho Long Uy chúng ta. Và bây giờ thì thời gian của vòng số 1 đã kết thúc và chúng ta bước sang vòng số 2. Ở vòng này thì mình sẽ làm cái gì đây? Farm, chết tài nguyên và chờ đợi thời cơ thôi nè bạn. Nói chứ tình hình rơi vào cái thế này mình cũng không biết đánh trận tâm ma như thế nào. Chúng ta di chuyển về thương nhân rồi, cẩn thận anh em ơi. Thương nhân có Tiêu Dao, có tàn kiếm và có cả một Nga Mi nữa. Lần này Nga Mi của mình có chạy được không? Nga Mi đã kinh công được rồi. Tiêu Dao một chấm máu và chúng ta có điểm hạ gục không? Không có điểm hạ gục, có điểm hạ gục rồi anh em à. Như vậy là Tiêu Dao đã ra đi. Nga Mi đã di chuyển về khu vực số 1 và Long Quy đã kêu gọi Nga Mi di chuyển sang khu vực số 4. Nga Mi đã đặt vòng. Chúng ta đang cố gắng hồi phục lại lượng máu. Búp ba luôn rồi anh em ạ. Rồi thôi di chuyển sang khu 1 luôn thế nào. Wow, chúng ta vẫn có ý định di chuyển trở lại thương nhân, Tiêu Dao và Thiên Tâm. Rồi chạy rồi, Nga Mi không biết có chạy được không. Mình thấy hơi khó cho Nga Mi rồi anh em ơi. Tiêu Dao và Thiên Tâm nó đóng băng thì ôi giời ơi. Như vậy là Nga Mi đã lên bảng điểm số. Chia buồn cho bạn Nga Mi nha. Tình huống này Long Quy rất khó đỡ anh em ạ. Bởi vì bên kia vẫn còn full kỹ năng. Và bây giờ thì chúng ta thấy là Long Quy sẽ tiếp tục đi solo cái trận tâm ma này. Và trong bản đồ chúng ta thì anh em thấy có gì, có team, có tàn kiếm trảm nhạc nè, có team, có Thiên Tâm nữa. Kèo vẫn đang rất khó cho Long Quy anh em ơi. Khu vực số 19 đang có một team treo. Rồi lụm luôn, lụm gạo luôn, cẩn thận nha. Chiêu 3, chiêu 2, chiêu 1, chiêu cuối và sốc đàm. Một combo. Dương môn là cái môn phái rất châu mà anh em thấy một combo là con dương môn bốc khói luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục xử lý trường ca. Ủa, anh em thấy phản đam cũng khá là ghê. Bây giờ thì chúng ta ngưng lại một nhịp để mở nhẹ cái rương, sau đó mình sẽ kết thúc luôn bé trường ca. Rồi, anh em thấy không? Đam rất là to với Long Quy và con Long Quy này khi mà chúng ta lên được quân hàm Chí Tôn rồi thì anh em thấy khả năng sốc đam của nó còn mạnh dữ dằn nữa anh em ạ. Đây là môn phái mà các môn phái hệ mộc, những môn phái mâu giấy rất sợ. Long Quy tiếp tục di chuyển sang các khu vực bên ngoài và chuẩn bị có tài nguyên mới xuất hiện rồi. Có bạo kích luôn rồi, bạo kích anh em ạ. Quá là thơm. Rồi, thiếu một xu nữa là được cái quyển tăng cấp bí kíp. Nhưng không, chúng ta đã lấy một cái phục ma thạch. Có Tiêu Dao đang lấp ló tại cửa khu vực số 4. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái gì đây? Chờ đợi ảo tượng xuất hiện. Ảo tượng đã xuất hiện tại khu vực số 7 rồi. Có một viên hồi phục máu tại khu vực số 7 luôn em ạ. Trong bản đồ này mình thấy hiện tại là Thiên Nhẫn, cái bang Minh Giáo là không thấy nha anh em ơi. Đây có lẽ là một cái cơ hội rất tốt cho Long Quy chúng ta tiếp tục thể hiện kỹ năng. Chứ trong map mà thấy có Thiên Nhẫn thì cũng hơi rén anh em ạ. Chúng ta di chuyển sang khu vực số 5, hy vọng là sẽ có giao tranh. Có giao tranh hay không? Có giao tranh hay không anh em ơi? Chuẩn bị xuống ngựa nào. Rất thoáng tại khu vực số 5 và chúng ta tiếp tục mở ảo tượng. Và anh em thấy hiện tại số đội trong bản đồ chúng ta còn 5 đội và không biết là những team kia họ giao tranh như thế nào rồi anh em ạ. Mình nghĩ là chúng ta nên có vài kèo
ăn hôi ha anh em, Quýnh Tâm Ma là phải ăn hôi nha. Quýnh Tâm Ma mà không ăn hôi là nó hơi sai sai anh em ạ. Đặc biệt là khi chúng ta đang đi solo, và với mốc lực chiến hiện tại có cả bạo kích thì mình nghĩ Long Quy chúng ta sẽ có khả năng sốc đàm rất tốt. Thời gian còn lại của vòng số 2 chúng ta đang còn 2 phút và bây giờ thì Long Quy đã mở tất cả các rương tài ảo tượng khu vực số 5. Có tiêu dao, bất né rồi, hai chiêu nè, rồi xong chạy vậy là chết rồi, dính chiêu 1 Long Quy mà chạy là thôi xác định ra đi luôn anh em ạ. Bây giờ chúng ta tiếp tục trang bị thêm tài nguyên, một đội nữa đã ra đi. Chúng ta tiếp tục mở rương. Không mở rương rồi, bắt đầu di chuyển về đến hướng khu vực sổ chỉnh. Có team, đó là Tàn Kiếm và Thiên Tâm. Tàn kiếm chậm nhạc rồi nè. Ui chú, đau. Thiên Tâm đã lên chiêu cuối. Chúng ta thoát thân thành công của Tàn Kiếm pha đó, lên Tâm Kiếm xong rồi nhảy chạy ta. Có máu và quay trở lại, Thiên Tâm vừa mất chiêu cuối rồi, cơ hội chúng ta nè, đây nè nè, chiêu 3 vô nè, rồi quẹt cái, chiêu 1. Ui, khó chịu, chạy, ai chà. Rồi, ui Tàn Kiếm nó sọt. Ui, vui tiêu diệt người bí ẩn, ủa? Con chẳng lẽ có thiên nhẫn nó yếu máu chạy ngang rồi nó bị sọt hả anh em? Chứ nãy mình thấy Thiên Tâm vẫn còn đầy máu nha. Hơi lấn cấn chỗ này anh em à, tự nhiên giờ còn 3 đội, mình nghĩ là chắc có một con nào đó yếu máu chạy ngang trong lúc Long Quy chúng ta đang ra chiêu và chúng ta có điểm hạ gục thì phải. Thôi từ từ tính hành để coi trong bản đồ này sẽ còn những môn phái gì đây. Như vậy thời gian của vòng số 2 chúng ta chỉ còn khoảng 30 giây nữa và tài nguyên mới đã bắt đầu xuất hiện rồi. Wow, Long Quy farm lĩnh rất lẹ anh em à. Thời điểm này Long Quy farm khá mạnh. Chúng ta bắt đầu di chuyển để chết tài nguyên. Hy vọng sẽ có một cái bạo kích. Rồi, có một cái quần thể kim cang, chỉ còn vài giây cuối cùng thôi. Chúng ta có thể làm được gì với cái quần này 5 giây nữa và không phát hiện được Tàn Kiếm rồi. Thôi, Long Quy quyết định phàm lĩnh hồi phục máu. Và như vậy là thời gian của vòng số 2 kết thúc. Chúng ta vẫn còn một cái kèo, đó chính là Tàn Kiếm Thiên Tâm. Và môn phái còn lại, cái team còn lại đó là team gì anh em ạ? Có tấn công mới luôn. Máu luôn anh em ạ. Ngon lành rồi ha. Đây Nga mi chiêu 3 nè. Ủa chiêu 1 trước à, chiêu 3 rồi. Chiêu cuối, chiêu 2, quẹt. Trời ơi, ta nói combo tá là ám binh luôn. Và thế là Nga mi đã ra đi. Liệt hồng là chiêu cuối nha anh em. Vừa được lên quyển bí kiếp trung. Như vậy là chỉ còn có hai đội trong bản đồ này thôi anh em ơi. Tàn Kiếm kìa. Ủa gì con Thiên Tâm đâu? Ủa không lẽ là lúc nãy cái thông báo kinh đội Long Quy tiêu diệt là con Thiên Tâm anh em mà hơi ảo nha. Rồi xong Tàn Kiếm bật phong tháp bên cạnh rồi. Tàn Kiếm đã bung bít và hồi máu Long Quy chúng ta thoát thành công anh em ạ. Thoát thành công quả là may mắn. Anh em thấy cái dòng trắng trắng dưới chân không? Đó là cái dòng hóa giải các trạng thái khống chế nha anh em. Nói chung các môn phái đều có một cái búp chung như vậy. Không phải búp chung mà là khi anh em thấy cái vòng trắng trắng dưới chân á, đó là cái dòng nó sẽ hóa giải miễn dịch các trạng thái khống chế đó. Thì lúc đó là anh em biết mình đang được hóa giải, mình sẽ thoát thân. Rồi, có bạo kích rồi, có tấn công rồi. Bây giờ Tàn Kiếm tới công chuyện. Như vậy đây là cái kèo solo giữa Tàn Kiếm và Long Uy. Tàn Kiếm đang có mặt tại khu vực số 8 rồi nè ơi. Chuẩn bị là chiêu 3 nè, khống chế nè, chiêu 1. Ui, quẹt chiêu cuối các kiểu, rồi chạy. Nó lên Tâm Kiếm, nó hóa giải được rồi. Wow, vẫn còn phản đam rất là nhiều. Như vậy là Tàn Kiếm đang tuột máu rất nhiều nè. Tàn Kiếm ủa chạy đâu hồi máu khu này nữa cha. Và thế là trận tâm ma kết thúc, quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.